cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này thì dơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cạn nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm cho mình điều gì thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn là gì ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con của Đấng Tối Cao. Vì người vẫn nhân hậu cả với phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha của anh em là Đấng nhân từ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, đề tài mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn đó là căn tính Kitô hữu trong hành động. Sở dĩ mà tôi nghĩ đến cái đề tài này bởi vì khi đọc bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe được trích trong sách Giảng Viên, thì nơi đó lời của Chúa trong ngôn ngữ của Cựu Ước dạy chúng ta cái cách đối nhân xử thế. Đối với kẻ thù thì con hãy tránh xa, còn đối với bạn hữu thì con phải coi chừng, bởi vì biết đâu nó lừa con đó. Và nếu mà tìm được người bạn trung tín thì còn quý hơn tất cả vàng bạc châu báu, và không có cái gì quý hơn trên cuộc đời này khi có được cái người bạn trung thành với mình, trung tín với mình. Đó là cái lẽ khôn ngoan mà chúng ta thấy trong sách Giảng Viên nói đến. Và cái lẽ khôn ngoan đó, thưa anh chị em, thì có thể nói rằng người xưa cũng dạy con cái của mình y như vậy. Mà chúng ta gọi là người có cái thiện tâm hay là có cái tâm ngay chính, thì Khổng Tử dạy như thế này: người mà ngay chính mà thiện tâm đó thì người ấy thứ nhất là nghiêm khắc với chính mình, thứ hai là rộng rãi bao dung với người, bản thân mình thì hết sức nghiêm khắc với mình, nhưng mà đối với người thì mình bao dung rộng rãi. Thứ ba là làm ơn cho ai thì không mong được đền đáp. Thứ tư là không hành động vì tư lợi. Thứ năm là phải mạch lạc rõ ràng, có ơn thì trả ơn, có oán thì trả oán. Đó chúng ta gọi là một con người ngay chính. Không biết anh chị em thấy sao? Tôi thấy đi tìm khuôn mặt này đã khó lắm rồi. Cái mà chúng ta thấy mình nghiêm khắc với mình nhưng mà lại rộng mở đối với người, cái mà mình làm cho người mà mình không mong người đáp lại cho mình, cái mà mình hành động và mục đích và cái động lực thúc đẩy mình không phải là vì tư lợi mà vì lợi ích của người khác. Và phải rõ ràng,
trong cái tương quan, ai làm ơn cho mình thì mình phải trả ơn. Cái đó nếu có được thì đã quý lắm rồi. Có một nhà thơ Công giáo viết như thế này: góp cả thâm tình đặt đĩa cân, ngày qua mượn trả khó xong lần. Chúng ta gồm hết tất cả những cái ân tình mà người khác dành cho mình đặt lên cân mà mình cân, thì chợt nhận ra là ngày qua ngày chúng ta mượn, chúng ta trả, chúng ta nhận, chúng ta cho, làm gì thì làm cũng không có trả hết được cái ân tình. Thẳng tới đền ơn đời bẻ dịp, vòng quanh đáp nghĩa nợ vơi phần. Bây giờ chúng ta tìm cái người có ơn cho mình mà mình đi trả ơn cho người đó không có dễ, bởi vì chúng ta gặp nhau đó rồi mỗi người một hướng. Nhiều khi cái người giúp cho mình bất chợt ở ngoài đường, rồi họ đi đâu, họ làm gì, họ ở đâu mình đâu có biết được. Cho nên mà thẳng tới đền ơn thì đời bẻ dịp, mình không có cơ hội. Nhưng mà vòng quanh đáp nghĩa thì nợ vơi phần. Mình nhận ơn của người này nhưng mình lại trả nghĩa cho người khác. Hóa ra là cái nhân loại này nó có cái tương quan. Và cái tương quan đó không phải là sòng phẳng. Tôi nhận ơn của người nào tôi trả ơn cho người đó, ai làm oán với tôi thì tôi cũng rất là thẳng thừng. Nó không đơn thuần là như thế. Tôi nhận ơn của người này nhưng nhiều khi tôi lại trả ơn, tôi trả nghĩa với người khác. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô lại dẫn chúng ta đi vào một cái ngôn ngữ mà Ngài thách đố và Ngài chất vấn chúng ta. Ngài nói rằng nếu như mà mình thương kẻ thương mình thì còn gì là ân với nghĩa, mình giúp kẻ giúp mình thì còn gì là ân với nghĩa. Nó phải có một cái khái niệm ân nghĩa nào đó lớn hơn. Và cái ân nghĩa đó lớn hơn là một điều mà chúng ta không tưởng tượng được. Nó vượt xa cái hình dung của con người. Nếu như trong sách Giảng Viên nói với anh chị em rằng nếu mà con thấy kẻ thù thì con tránh xa nó ra, thì Chúa Giêsu Kitô bảo là hãy yêu kẻ thù, hãy sáp lại gần và yêu nó. Còn bạn bè của con ư thì con phải đề phòng, coi chừng nữa con à. Lúc mà con thịnh vượng thì con với nó như là một gia nhân của con, như là của nó. Nó đến nó sai khiến. Nhưng mà khi con xa cơ lỡ vận thì coi chừng nó tránh mặt con. Còn Chúa thì bảo rằng không chỉ làm ơn cho kẻ thù mà còn làm, không chỉ yêu kẻ thù mà phải làm ơn cho kẻ ghét anh em. Chưa hết, kẻ nào mà nguyền rủa anh em thì thay vì mình nguyền rủa nó lại thì mình lại chúc lành cho nó. Còn kẻ nào mà vu khống anh em thì anh em hãy cầu nguyện cho nó. Cho nên thưa anh chị em, có bốn động từ khiến cho chúng ta có thể nói rằng nó diễn tả một cái căn tính mới. Mà không phải đơn thuần là tôi sống trong cái đối nhân xử thế khôn ngoan sòng phẳng với nhân loại này, mà nó vượt qua hết tất cả mọi sự đo lường của trần gian này. Không có một cái đo lường nào hết, bởi vì cái thước đo của nó là tận cùng, chạm đến Đức Chúa Trời. Con hãy nhân từ như Cha của con ở trên trời là đấng nhân từ. Đó là cái chuẩn mực của chúng ta. Cho nên có bốn hành vi mà chúng ta phải thể hiện trong đời sống của mình. Thứ nhất là yêu, và yêu bất chấp người đó là ai đối với mình. Thứ hai là làm ơn bất chấp người đó đối xử với mình như thế nào. Thứ ba là chúc lành, nói những lời tốt đẹp bất chấp người đó đáp trả lại mình như thế nào. Và thứ tư là không ngừng cầu nguyện cho mọi người, ngay cả những người dồn chúng ta vào
cái thế gọi là tận cùng, mình bị vu khống, mình bị tù tội, thậm chí bị giết chết. Và đó chúng ta gọi là sự tự do của lòng mến. Một sự tự do mà nơi đó nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ điều gì. Không phải người ta tốt với mình, chúng ta tốt lại. Không phải vì người ta nhân nghĩa với mình nhân nghĩa lại. Không, tôi yêu và tôi yêu một cách tự do, hoàn toàn trong hành động của tôi. Và cho dầu người đấy là ai, người đấy đối với tôi như thế nào. Cách đây cũng vài tuần, có một chị nói với tôi, chia sẻ và xin ý kiến. Hai chị em bạn con ở gần nhà mở hai cái tiệm tạp hóa, buôn bán được lắm cha. Và hai gia đình chúng con rất là thân với nhau, bạn bè hai vợ chồng qua lại gần gũi với nhau, và con cái hai bên cũng vậy, chúng chơi với nhau. Thuở ban đầu thì chỉ buôn bán nhỏ, nhưng rồi chúng con giúp đỡ nhau, và cuối cùng là hai cái tiệm tạp hóa thật là lớn sát bên nhau và buôn bán rất là tốt. Vợ chồng người bạn bên cạnh cứ thường xuyên mời vợ chồng con qua ăn uống, dường như là không có tuần nào mà không có. Và con thấy cuộc đời của mình thật là phúc, có được người bạn rất tốt. Một ngày kia cha biết không, hai vợ chồng người bạn bên cạnh đó sang nhà con và xin gặp. Chúng con ngạc nhiên, mà có lẽ con ngạc nhiên chứ chồng con thì không ngạc nhiên. Mời ngồi đàng hoàng, chị ấy mở một cái hộp ra và trong đó có một xấp giấy. Chị ấy đặt lên bàn và nói, đây là giấy nợ của anh ấy, có nghĩa là của chồng con. Hóa ra là chồng con cờ bạc, cho nên cứ mỗi lần mà thiếu tiền đi đánh bài thì chạy qua mượn bên này, và lúc nào bên này cũng cho và không bao giờ từ chối, và tính lại là 30%. Và bây giờ thưa cha, cộng lại vừa tiền vốn vừa tiền lãi là 3 tỷ. Và hai vợ chồng đó nói với hai vợ chồng con rằng, tôi rất là quý anh chị, cho nên anh ấy mượn bao nhiêu chúng tôi cũng cho, nhưng mà bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải xin anh chị trả, bởi vì chúng tôi cần tiền 3 tỷ, cả vốn lẫn lời. Cha biết không, trên trời rớt xuống đổ trên đầu con. Con không biết nói gì, suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà chồng mình ngu quá đi, biết làm sao. Thế là quyết định bán cái căn nhà đó. Và khi mà nghe tin bán thì hai vợ chồng bên cạnh nói, thôi để lại cho chúng tôi luôn đi, chúng tôi trả cho 3 tỷ 3. Người ta đến thì người ta trả có 2 tỷ mấy thôi, chưa đến 3 tỷ. Hai vợ chồng này nói, thôi ơn với nghĩa, tôi mua cho anh chị 3 tỷ 3, anh chị trả nợ luôn cho tôi. Và thế là hai vợ chồng đó giao cho hai vợ chồng con 300 triệu lấy đứt căn nhà. Đấy, đúng như lời sách giảng viên nói, bạn bè thì phải coi chừng. Sau đó thì vợ chồng con phải đi mướn nhà với 300 triệu đó. Chúng con làm gì, đâu có biết làm cái gì, trước giờ cứ buôn bán. Thế là tiếp tục buôn bán, nhưng mà lần này phải vay thêm bà con. Rồi thưa cha, 5-6 năm qua, vợ chồng con gầy dựng lại. Bây giờ thì nhà ở trong hẻm á, nhưng mà được cái chúng con làm ăn rất là chân tình, được bà con trong cái xóm họ thương, họ đến họ mua, rồi từ từ chúng con phát triển lại.
Cách đây vài tháng, chị ấy mò đến nhà con hai vợ chồng, bây giờ buôn bán thua lỗ như thế nào đó, khóc lóc và nói với con rằng đứa cháu nội bây giờ nó bị ung thư máu, bây giờ kẹt tiền quá, cho nên là xin hai vợ chồng con cho mượn. Cha ơi, bây giờ con có cho mượn không? Hỏi ý tôi như thế. Tôi cười và nói nếu mà chị hỏi tôi thì tôi nói cho đi, nhưng mà tốt nhất là chị nên cầu nguyện. Chị cầu nguyện đi và chị xin Chúa soi sáng xem coi mình phải ứng xử như thế nào. Sau đó chị ấy đi về. Rồi ít hôm sau chị ấy gọi điện lại và nói với tôi trên điện thoại: Cha ơi, mọi sự là của Chúa cho nên thôi, người ta đã gõ cửa nhà mình thì mình không có từ chối, cho nên vợ chồng con quyết định cho mượn 500 triệu và không lấy tiền lời để giúp cho chữa bệnh cho cháu. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đó thật sự bản thân tôi mà nghe đó thì trong lòng của tôi thật sự là rất giận. Và lòng tôi muốn nói với cái chị đó là đừng có cho mượn. Nhưng mà với tư cách là linh mục thì tôi không thể nói là đừng cho mượn. Mà theo lời Chúa nói thì hãy cho mượn, mà còn không mong được người ta trả nữa. Cho nên tôi đi vào một cái chọn lựa để cho đương sự quyết định: chị về cầu nguyện đi, Chúa bảo sao làm thế. Hóa ra là cuối cùng Chúa bảo chị ấy cho mượn. Cho nên thưa anh chị em, cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe nó không phải phù hợp với cái bài tin mừng của ngày hôm nay đâu. Tôi đổi bài tin mừng đó, tôi lấy cái bài tin mừng khác của hôm Chủ nhật vừa rồi cho nó phù hợp với cái bài đọc hôm nay và cũng với cái câu chuyện mà tôi muốn kể cho anh chị em nghe. Nó có một cái hành động khác, một cái chuẩn mực khác mà thế gian không có hiểu được. Thế gian hiện nay trong ngôn ngữ của người xưa gọi là mang nơi mình cái ác tâm. Điều mà người xưa khi liệt kê ra nói rằng kẻ ác tâm là kẻ hà khắc với người, hẹp hòi tính toán, lấy oán đền ơn, thấy lợi thì liền nhúng tay vào. Đó là cái ngôn ngữ của cái thế gian này. Hay chúng ta nói cái ngôn ngữ của cái sự khôn ngoan đối nhân xử thế, thì chúng ta có thể bao dung rộng rãi với người, chúng ta có thể gọi là lấy ơn làm ơn mà không đền đáp, không mong đền đáp. Nhưng mà chúng ta cũng phải khôn ngoan. Kẻ thù thì tránh xa, bạn hữu thì cẩn thận. Còn Chúa Giêsu Kitô thì khác hoàn toàn. Khi mà Ngài xuống trần gian này, Ngài không có cẩn thận với ai hết, Ngài không có đề phòng với ai hết, và Ngài mở ra một cách trọn vẹn, tuyệt đối và hoàn toàn đơn sơ, chân thành với tất cả mọi người, cho dầu họ là ai, cho dầu Ngài biết rất họ rõ là họ muốn giết Ngài, cho dầu Ngài biết rất rõ là họ lên chương trình kế hoạch để mà giết Ngài, thì Ngài cũng không có dè chừng và phòng ngừa, mà Ngài yêu, và mà yêu một cách trọn vẹn, yêu cho dầu họ là Do Thái hay là dân ngoại, cho dầu họ là ngôn ngữ kẻ thù đối với người Do Thái, người Samari, thì Chúa vẫn yêu, Chúa vẫn làm ơn, Chúa vẫn chúc lành, Chúa vẫn cầu nguyện, ngay cả cho những người giết hại Ngài. Cho nên cái ngôn ngữ mà Chúa Giêsu Kitô nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, là cái ngôn ngữ mà chính Ngài,
Ngài đã yêu kẻ thù, Ngài đã làm ơn cho kẻ ghét Ngài, Ngài đã chúc lành cho kẻ nguyền rủa Ngài, Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ vu khống Ngài. Nói một cách khác, Ngài đã yêu và là yêu vô điều kiện mọi hành động của Ngài, từ lời nói và việc làm, không hề bị điều kiện hóa bởi bất cứ cái khuôn mặt, cái tính toán, cái tội lỗi của thế gian này. Mà giống như Cha trên trời, khi cho mưa rơi xuống trên mặt đất này, thì trên tất cả mọi người, anh chị em và tôi, chúng ta làm được không? Nếu chúng ta không chỉ là có nơi mình cái thiện tâm, mà mình còn phải có nơi mình cả cái thiên tâm nữa, cái tâm của Đức Chúa Trời, cái tâm của con Thiên Chúa, cái tâm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi vừa mới đi Philippines về chiều nay. Vừa đến phi trường thì tôi nhắn tin cho cha xứ của anh chị em và hỏi Ngài rằng chiều nay, tối nay con có phải đến không vậy? Thì Ngài nhắn, Ngài nói cha đến dùm đi, chứ đương nhiên rồi, bởi vì lịch nó vẫn thế. Vì khi đi xa thì anh chị em biết không có liên lạc được, tôi sợ Ngài liên lạc thì lại không được. Thì bên đó anh chị em biết nó có một cái thực trạng rất là đáng buồn, đó là người nghèo nhiều lắm. Và họ nghèo không thể tưởng tượng được. Họ ăn rác, họ ngủ trên rác, họ sống trên rác, và có thể nói rằng họ chết trên rác. Họ ăn rác đúng nghĩa, thưa anh chị em, đó là họ đi lục những cái thùng rác và họ moi những cái đồ ăn mà người ta vứt đó. Họ ăn tại chỗ hoặc là họ mang về, họ nấu lại và họ ăn. Và họ sống trên rác đúng nghĩa. Nó có cả một cái thành phố rác mà con nít nó không biết uống nước sạch là gì. Nó chỉ uống những gì còn sót lại ở trên những cái chai ở nơi, hoặc là những cái ly mà người ta vứt ở nơi những cái bãi rác khổng lồ. Nó không biết rửa tay là gì, nó không biết giặt quần áo là gì. Đúng nghĩa là rác. Và nó phản ảnh cái văn hóa của chúng ta ngày hôm nay, cái văn hóa mà chúng ta gọi là văn hóa công nghiệp, mà ngôn ngữ là sản xuất, sản phẩm và rác. Người ta làm là sản xuất để cho ra những sản phẩm, và những sản phẩm đó phải tốt, phải hiệu quả. Những sản phẩm đó dùng xong còn lại vứt trở thành rác. Đó là cái ngôn ngữ hàng ngày mà chúng ta dùng. Và trong xã hội chỉ có hai tầng lớp thôi, đó là chủ và tớ. Điều đó chúng ta thấy cũng rõ nơi đất nước của mình, ở Philippines càng rõ hơn nữa. Thì một buổi chiều kia tôi đi dạo, sau khi mà dạy học xong, thì chứng kiến ba em nhỏ đang lục cái thùng rác. Nó quấy ở trong đó, nó kiếm cái gì nó ăn, nó đổ bươi ra. Tôi không hình dung được. Và đương nhiên là chia sẻ với các em một chút, nhưng mà thấy đó chỉ là cái bên ngoài, mình không đi cho đến tận cái nỗi đau bên trong được. Chiều hôm sau tôi lại đi dạo cũng trên con đường đó, thì một cảnh tượng hoàn toàn khác với ngày hôm qua. 5-6 đứa con nít cũng y như vậy, nó dơ, nó lem, nó luốc. Tự nhiên ở giữa nó có một cái thằng bé ăn mặc sạch sẽ hơn ngồi đó, và đang bày ra những cái đùi gà, và chúng đang ăn đùi gà với nhau. Tôi ngạc nhiên và tôi đứng tôi nhìn. Cái ông mà chạy xe ôm bên cạnh nói rằng chúng nó là bạn với nhau đấy. Tôi đứng quan sát thêm một chút thì tôi thấy có một bà mẹ xuất hiện và gọi con của mình, con về.
Thế là thằng bé bye bye bạn và chạy về. Tôi hỏi thăm thì cứ một tuần hai lần thằng bé đó đến và đem đùi gà chiên cho các bạn cùng ăn. Hóa ra là có một câu chuyện khác ở bên cạnh, hay nói một cách khác, có một cái ân nghĩa nó đẹp và nó đang triển nở. Thì cũng trong trường tôi dạy học đó, tôi tìm hiểu thì có một người, cô ta làm việc ở trong một cái nhà hàng fast food, thức ăn nhanh. Nhưng mà cô ta khoe với tôi như thế này: cha biết không, con làm việc ở đây có ngày con lấy lương, có ngày con lấy đồ ăn. Cứ ngày con lấy lương, ngày con lấy đồ ăn, ngày con lấy lương, ngày con lấy đồ ăn. Hỏi là sao vậy? Chứ là một ngày thì con lấy lương bình thường, tính tiền lương. Một ngày thì thay vì lấy tiền lương, con quy ra đồ ăn và con xin chủ cho con cái đồ ăn. Và thường là chủ cho nhiều cha, và con lấy cái đồ ăn đó con chia sẻ với những người ở cái thành phố rác đó. Chúng ta lại thấy có một cái giá trị khác xuất hiện. Cho nên điều mà Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta ngày hôm nay, nó diễn tả cái thiên tâm, cái tâm của Đức Chúa Trời. Mà nơi đó chúng ta không đi theo bất cứ một cái đo lường nào của thế gian này, không theo một cái chuẩn mực nào của bất cứ ai đối xử với mình ở thế gian này, để rồi dựa vào đó mà chúng ta đối xử với nhau, chứ không. Chúng ta chỉ có một chuẩn mực duy nhất thôi, đó là Thiên Chúa Cha của mình. Và trong bài tin mừng nói rất là hay: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Cái chữ nhân từ ở đây chúng ta có thể dịch là xót thương, mà cái gốc của nó là compassion, có nghĩa là cùng đau khổ. Cái chữ xót thương đúng nghĩa là gì? Là tôi cùng đau khổ, và cái đau khổ của bạn trở thành cái đau khổ của tôi. Điều mà bạn đang trải qua đó, nó chạm vào tôi, và tôi cũng cảm nghiệm và tôi kinh nghiệm được y như vậy. Đó chúng ta gọi là xót thương. Và nếu hiểu như thế, thưa anh chị em, mùa chay là mùa của compassion, là mùa của xót thương, là mùa mà chúng ta kinh nghiệm rằng Thiên Chúa đồng đau khổ với chúng ta, cùng đau khổ với chúng ta. Đấng ở trên trời cao đó đã mang lấy thân phận con người và đi vào cái cuộc thương khó của nhân loại này, đi vào cái đau khổ của nhân loại này, đi vào cái bất công của nhân loại này, đi vào cái tội lỗi của nhân loại này. Ngài cùng với nhân loại này, Ngài cảm thấu cái nỗi đau đó và cái cuộc thương khó của nhân loại này trở thành của Ngài. Và đó là mùa chay. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong cái tâm tình bước vào mùa chay, chúng ta hãy hành động giống như Chúa Giêsu Kitô của mình. Hãy mang lấy thập giá, hãy mang lấy niềm vui nỗi buồn, hãy mang lấy những cuộc thương khó, những cái hấp hối, những cái đói khát, những cái bơ vơ vất vưởng hàng ngày nơi anh chị em của mình, xung quanh mình. Và cho dầu đó là kẻ thù của mình, đó là kẻ ghét mình, đó là kẻ nguyên rủa mình, đó là kẻ vu khống mình, thì cũng hãy đồng chia sẻ với họ. Hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành và hãy cầu nguyện cho họ. Và khi ấy chúng ta đang thể hiện cái căn tính môn đệ Chúa Kitô của chúng ta nơi mình. Cho nên anh chị em chỉ có bốn động từ thôi: hãy yêu, hãy làm ơn, hãy chúc lành và hãy cầu nguyện.
Xin chúc chúc lành cho anh chị em.